Yobot VFL Winter 2021 Rise Above đón xem tuần thi đấu thứ tư diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 2021. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Top 10 sự thật thú vị. Trong tập này, chúng ta sẽ gặp thành viên mới nhất, bản hợp đồng bom tấn mà tất cả mọi người đều mong chờ của Heavy TN. TN, tên thật là Phạm Tín Nghị, là một chàng trai vô cùng trẻ, sinh ngày 12 tháng 11 năm 2001 và sinh ra tại Kiên Giang. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự thật thú vị của chàng trai này nhé. Một là một tanker cột cán của team Phú Quý từ những ngày đầu. TN là cái tên không còn quá xa lạ gì với những ai là fan của Phú Quý khi anh chàng này đã góp mặt trong team Phú Quý từ những ngày đầu ở đấu trường mùa hè năm 2020 đến nay. Là một tanker dày dặn kinh nghiệm cũng như kỹ năng cực tốt, những pha mở giao tranh công nhà được dẫn dắt bởi TN luôn có được những thắng lợi chóng vánh. Có thể thấy ngay tại lượt đi vòng bảng Yobot VFL Winter 2021 vừa qua, mặc dù Phú Quý chỉ có cho mình hạng 8 nhưng chỉ số cá nhân của TN luôn nằm trong top đầu của các ngày thi đấu đó nhá. Trong 3 tuần thi đấu, TN đã mang về cho mình tận 43 kill, gây tới 28.391 sát thương. Đây thật sự là một con số ấn tượng, không thua kém bất kỳ tuyển thủ nào. 2. Combo súng yêu thích là AK và MP40. Là người chơi hệ cận chiến nên combo súng này là một trong những ưu tiên hàng đầu của TN. Bên cạnh đó, hai cây Vector cũng là một trong những sự lựa chọn yêu thích của TN trong những pha áp sát giao tranh tổng. Với những combo cận chiến này, TN đã ra rất nhiều những pha highlight đẹp mắt đấy nhá. 3. Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi còn khoác trên mình màu áo của Phú Quý là cùng team đạt được top 6 tại đấu trường sinh tồn mùa đông 2020. Nổi lên là một siêu tân binh từ đấu trường sinh tồn mùa hè 2020. TN cùng với Phú Quý bước vào đấu trường sinh tồn mùa đông 2020 với ngọn lửa hừng hực. Màn thể hiện xuất thần cùng với những highlight đẹp mắt, Phú Quý đã để lại một dấu ấn cho tên tuổi của mình trong các anh lớn của Free Fire Việt Nam. Dù chỉ đạt được top 6 chung cuộc, nhưng với TN, đó là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh chàng này. 4. Ngoài chơi game, TN còn có sở thích đá bóng và nghe nhạc. Anh chàng này có một đam mê cháy bỏng với bóng đá. Trước khi có dịch, TN thường xuyên ra sân và đá bóng với những anh em trong đội. Có những ngày, anh em đá bóng hăng say đến tận tối muộn mới về. TN cho biết anh chàng chơi bóng đá không chỉ vì sở thích mà là còn để rèn luyện sức khỏe. Bên cạnh đó, âm nhạc cũng là một sở thích của TN. Anh chàng này nghe hầu hết tất cả loại nhạc, hay như mọi người thường nói là nhạc nào cũng nhảy hết đấy. 5. TN từng có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá. Ngoài chơi game, bóng đá chính là một phần của cuộc sống TN. Anh chàng này yêu thích bóng đá đến nỗi đã từng ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đá bóng đã không còn là một đam mê của TN mà trở thành một mục tiêu. Dù bây giờ đã là một tuyển thủ Free Fire chuyên nghiệp, nhưng đam mê cháy bỏng với bóng đá và ước mơ trở thành một cầu thủ của TN vẫn đang rực cháy. TN có biệt danh rất đáng yêu là Ốc. Không chỉ sở hữu khuôn mặt vô cùng đáng yêu, TN còn có cho mình một biệt danh đáng yêu không kém, đó là Ốc. Đây là biệt danh của anh chàng này từ những ngày còn bé khi món ăn khoái khẩu của anh chàng chính là ốc. TN lớn lên tại Cần Thơ, một tỉnh sông nước miền Nam, nên anh chàng này rất thích ăn ốc. Anh thích hầu hết các loại ốc. Từ khi còn bé nên mọi người đặt cho anh một biệt danh là Ốc vô cùng đáng yêu. Từ ngày bé, TN đã không được phổng phao cho lắm, nên biệt danh là Ốc cũng là một phần từ đây. 7. Sợ nhất con rắn. TN cho biết anh chàng này là người khá dũng cảm, không hề sợ những con vật như rán, chuột hay nhện đâu. Thế nhưng, rắn lại là con vật mà TN ám ảnh nhất. TN đã từng kể rằng, ngày trước, khi lần đầu được ăn thịt rắn, anh chàng không thể nuốt nổi. Và sau đó, anh chàng không chỉ sợ hãi những con rắn mà còn ghét luôn cả món thịt rắn, dù đây là đặc sản đến từ Kiên Giang, quê hương anh. 8. Tính cách hòa đồng thân thiện. Nếu trong game, TN là một tanker thiện chiến, sẵn sàng nổ súng và giao tranh với bất kỳ đối thủ nào, thì ngoài đời, TN lại là một chàng trai hòa đồng, thân thiện và rất dễ bắt chuyện. Với chiếc má lún đồng tiền vô cùng duyên dáng, thì khuôn mặt của TN đã thể hiện ra hết anh còn là con người thân thiện đến mức nào. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ anh chàng này hiền lành trong game nhá. Nhìn mặt mà bắt hình dong thì cứ phải gặp TN trong game xem, cẩn thận bị bắn cho banh xác đấy nhá. Là hoa đã có chủ, ai bảo game thủ là suốt ngày cắm mặt vào game mà không có người yêu nào. TN là hoa đã có chủ rồi đấy, và người ấy của TN cũng xinh xắn lắm đấy. Không những thế, người ấy của TN lại còn rất ủng hộ anh chàng này chơi game. Các ông cứ phải ghen tị đi, đúng tôi còn phải ghen tị với TN nữa à.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời là bị mẹ đập điện thoại khi chơi Free Fire từ tối đến sáng. Nói đến Free Fire, TN chia sẻ một kỷ niệm mà anh chàng này nhớ mãi không quên, đó là từng bị mẹ đập nát điện thoại khi chơi game thâu đêm suốt sáng. Đam mê Free Fire của TN mãnh liệt đến mức anh chàng này đã chạy bo cùng với bạn bè xuyên đêm cho đến tận sáng. Khi mẹ bắt được thì anh mới nghỉ. Sau đó, một cú đập điện thoại của mẹ đã làm cho TN nhớ mãi đến giờ. Các bạn đừng noi theo gương xấu TN nhá. Chơi game vẫn phải giữ sức khỏe, ăn ngủ đúng giờ và đừng quá 180 phút một ngày. Vậy, đó là top 10 sự thật thú vị về anh chàng TN, bản hợp đồng mới cứng của Heavy. Các bạn muốn mình làm thêm về tuyển thủ nào, hãy comment ngay xuống phía dưới nha. Yomod VFL Winter 2021 Rise Above đón xem tuần thi đấu thứ tư diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 2021. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.